Tối 23 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đoàn Quang Vinh, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cơ quan điều tra xác định hành vi sai phạm của ông Vinh và trưởng phòng kế hoạch tài chính của trường này là Hoàng Quang Huy đã tạo điều kiện để Lâm Thị Hồng Thâm, thủ quỹ cùng trường đã thực hiện hành vi tham ô tài sản trong thời gian từ năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng. Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam Lâm Thị Hồng Thâm và Hoàng Quang Huy về tội tham ô tài sản. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa công bố biên bản cuộc họp tháng 1, trong đó nêu rõ lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2%, trong khi thị trường lao động bất ổn tiếp tục gây áp lực đối với tiền lương và giá cả. Theo US News, biên bản cuộc họp cho biết trong 3 tháng qua, tốc độ tăng giá hàng hóa giảm, tuy nhiên lạm phát vẫn là mối đe dọa, do đó giới chức Fed cho rằng việc tăng lãi suất là cần thiết. Dù quyết định tăng 0,25% được đưa ra, nhưng không phải thành viên nào cũng nhất trí. Một số thành viên cho rằng nên tăng 0,5% để thể hiện quyết tâm mạnh mẽ giảm lạm phát. Thị trường lao động nóng cho thấy việc Fed tăng lãi suất vẫn chưa tác động nhiều tới phần lớn nền kinh tế. Thị trường dự báo nhiều khả năng sẽ có đợt tăng lãi suất thêm 0,25% vào tháng 3 tới, sau đó tăng một vài lần nữa để đưa lãi suất của Fed lên mức cao nhất là 5,25-5,5%. Chiều 23 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam cán bộ nhân viên chi cục đăng kiểm 11 trên địa bàn để làm rõ về hành vi nhận hối lộ. Cụ thể, những cá nhân bị khởi tố bắt tạm giam gồm Nguyễn Trung Hải, Giám đốc, Vũ Đăng Hạnh, Trần Văn Quyết, Trần Công Trinh là những đăng kiểm viên. Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng làm rõ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, các đối tượng đã nhận của các chủ phương tiện với tổng số tiền trên 120 triệu đồng để bỏ qua các lỗi, không có đầy đủ thiết bị neo, trang bị chữa cháy, trang bị cứu sinh. Ngày 23 tháng 2, sau khi đại diện các sở ngành chức năng của thành phố Hà Nội có ý kiến đóng góp về giải pháp tháo gỡ các rào cản trong kinh doanh liên quan đến vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở kinh doanh karaoke, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa Thể thao chủ trì khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành thông báo về việc chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho các cơ sở kinh doanh karaoke theo đúng quy định của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ. Trong đơn kiến nghị tập thể gửi các cấp chính quyền thời gian gần đây, các chủ quán, chủ đầu tư ngành dịch vụ này cho rằng hơn 3 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như chấp hành kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy, nên đã phải hoạt động cầm chừng hoặc tạm dừng hoạt động. Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ, công ăn việc làm của hàng ngàn người. Đặc biệt, nhiều cơ sở có nguy cơ phá sản do đã đầu tư rất nhiều nhưng phần lớn thời gian phải đóng cửa. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 1.538 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, 805 cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Sau đợt tổng kiểm tra vào tháng 10 năm 2022 cho đến nay, lực lượng chức năng ra quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động hơn 1.100 quán karaoke, bar, vũ trường không đảm bảo các quy định phòng cháy chữa cháy. Sau khi ra mắt trong nước, bộ phim 10 lần nguyền trở lại, Nhà Ba Nữ, Chị MM2, hai phim 578 Phát Đạn của Kẻ Điên đã và đang lên kế hoạch phát hành thương mại tại các quốc gia, khu vực khác nhau trên thế giới. Theo Skyline Media, đơn vị phân phối phim ra thị trường nước ngoài, sau các thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc, từ ngày 23 tháng 2, bộ phim 10 lần nguyền trở lại sẽ ra rạp tại Thái Lan và Lào. Các suất chiếu sẽ được Lồng Tiếng Thái dành riêng cho hai thị trường này. Phim Nhà Bà Nữ, tựa tiếng Anh The House of Norman sẽ khởi chiếu tại Mỹ ngày 3 tháng 3, Australia và Singapore ngày 9 tháng 3, Canada ngày 10 tháng 3. Phim cũng đang trong quá trình thương thảo để phát hành tại New Zealand. Phim Tết Chị MM2 cũng vừa ra mắt tại các thành phố lớn của Australia như Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide và Hobart. Trong tháng 3, phim sẽ tham dự liên hoan phim châu Á Osaka tại Nhật Bản với hai suất chiếu ra mắt vào các ngày 12 tháng 3 và 15 tháng 3. Phim 578 Phát Đạn của Kẻ Điên có tựa tiếng Anh 578 Magnum cũng đặt mục tiêu chinh phục 62 thị trường quốc tế trong năm 2023, đặc biệt là các thị trường khó tính như Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Slovakia, Israel, Ấn Độ, Mexico, Argentina, Brazil, Canada, Estonia, Hy Lạp, Đan Mạch. Cũng trong tháng 3, bộ phim Chìa Khóa Trăm Tỷ sẽ được phát hành thương mại trên hai nền tảng xem phim trực tuyến là Amazon Prime và 3388 Cine.
bệnh Alzheimer vẫn chưa thể chữa khỏi bất chấp những nỗ lực miệt mài của giới khoa học. Tuy vậy, trong một khám phá mới đây, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra đường Ruxto có thể là một động lực góp phần dẫn đến căn bệnh này. Đường Ruxto được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm như trái cây, rau, mật ong. Như đường Ruxto cũng có thể được cơ thể sản xuất một cách tự nhiên từ chế độ ăn quá mặn. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Mỹ American Journal of Clinical Nutrition, được đưa ra nhận định rằng trong thế giới hiện đại ngày nay, chúng ta tiêu thụ thức ăn có hàm lượng chất béo, đường và muối nhiều hơn mức cần thiết. Những chất này tạo ra nhiều đường Ruxto hơn và việc chuyển hóa Ruxto lặp đi lặp lại dẫn đến teo não và mất tế bào thần kinh. Đây cũng là những đặc điểm của bệnh Alzheimer. Theo nhóm nghiên cứu, bước tiếp theo sẽ là tiến hành nhiều thử nghiệm hơn để xác định vai trò của quá trình chuyển hóa đường Ruxto và acid uric trong não, làm thế nào nó có thể dẫn đến các tình trạng liên quan đến bệnh Alzheimer.